Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kufa Vlog. Sau khi mà mình đăng cái video phần cuối của series ngôi nhà trong hẻm lên á, thì chắc là mọi người rất là lo lắng cho mình đúng không? Mình thấy rất là nhiều bạn comment lo lắng cho mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn động viên, chia sẻ cũng như là hỏi thăm mình trong suốt khoảng thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều. Và thực sự là cái video đó mình quay vào ngày 12 tháng 8. Và ngay tối hôm đó là mình bắt đầu sốt, có lúc lên tới 40 độ, xém bị co giật luôn á các bạn. May là có vợ với lại mẹ của mình chăm sóc cho nên không sao. Thì đến nay thì có thể nói là đã ổn được một xíu rồi. Và mình có thể khỏe và mình ngồi đây mình quay video cho các bạn. Mình có đọc hết tất cả những cái comment của các bạn và mình thấy có rất là nhiều người có ý kiến là tại sao em thấy ở phần 2 nguy hiểm rồi mà anh lại còn liều mạng bước vào căn nhà đó thêm lần nữa. Và có một số người cũng chửi mình ngu, mày làm vì tiền, không lo đến tính mạng của mình này nọ. Thật sự người ta chửi như vậy rất là thấm các bạn, bởi vì mình biết là người ta lo lắng cho mình cho nên người ta mới nói như vậy, chứ thật sự là mình nghĩ họ không có ác ý gì đâu. Mà những cái việc như mình á là gia đình mình không cho mình làm đâu, nhất là vợ mình á. Thì cái trước khi mà đi quay cái phần 3 là vợ mình đã không cho mình đi rồi đó, một mực không cho đi luôn. Nhưng mà nói thẳng ra là nhà hết tiền rồi các bạn, cho nên mình mới lén vợ để mà đi. Mấy tháng nay á mình đâu có đi làm gì được đâu, kể cả vợ mình là giáo viên mà dạy ở trường tư nhân á các bạn. Mà trường tư nhân á thì mùa dịch này người ta đâu hỗ trợ gì đâu. Nếu mà làm trường nhà nước á thì người ta còn hỗ trợ được một ít, còn tư nhân thì không có gì hết. Cho nên á mình mới ráng cố gắng mình xách máy và mình đi quay để mà hy vọng là YouTube nó sẽ trả lại cho mình một ít tiền. Mà cũng không có nhiều đâu, chừng có trăm mấy đô thôi. Lát nữa mình sẽ show cho các bạn xem coi mấy tháng nay mình kiếm được như thế nào. Bởi vì kênh của mình á, cái lượng view nó giảm rất là nhiều, cho nên tiền kiếm được cũng không có nhiều lắm. Mà hiện tại thì biết trông chờ vào ai đây, cả nhà chỉ trông chờ một mình thôi. Cho nên mình phải cố gắng chứ biết sao giờ. Mình biết là nguy hiểm đó, mình biết là rất là sợ, mình sợ lắm, mà vẫn phải ráng và cố gắng thôi. Đây mình show cho các bạn xem coi cái khoản thu nhập từ YouTube của mùa dịch nha. Đây mình lót lại luôn cho các bạn xem, mất công mọi người nói mình cắt ghép. Thì đây mình bấm vào bên tài khoản ha, đợi một xíu. Rồi đây là cái khoản thu nhập của mình và 3 tháng. Cái tháng vừa rồi á là mình nhận được cái số tiền đó là 113 đô. Nè, 113 đô. Nhưng mà là do YouTube nó tính thêm thuế á các bạn, cho nên nó trừ lại của mình hết 2,7 đô rồi. Và thực sự là mình chỉ lãnh có 110 đô thôi. Và đây mình đã nhận được cho nên nó ghi là thanh toán tự động chuyển khoản á các bạn. Và tháng này á chắc là mình sẽ không nhận được tiền từ YouTube. Các bạn biết vì sao không? Các bạn nhìn nè, mình chỉ có 41,23 đô thôi. Đây bấm vào lại cái thanh toán nha. Mà cái YouTube á là 100 đô mới tới cái ngưỡng mà nó trả cho mình, còn dưới 100 đô là nó không trả, nó sẽ cộng dồn qua tháng sau. Mà cái tháng này là mình chỉ có 41,23 đô thôi, cho nên tháng này là mình chắc chắn sẽ không có lương rồi. Nhưng mà không sao. Thì sau cái video mà mình mới vừa đăng lên ở phần cuối á, thì có một số anh chị cũng có gửi cho mình đến bây giờ là bao nhiêu rồi ta. Mình thấy được được 1.450.000. Mình nhận được 1.450.000 là tiền anh chị, các anh chị fan á có gửi lại cho mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình từ tinh thần đến vật chất. Và 1.450.000 á, thực sự đối với mình bây giờ rất là lớn luôn á các bạn. Rất là lớn, bởi vì mùa dịch này á đâu làm ra tiền đâu, nên nhiêu đó rất là lớn đối với mình rồi.
Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình nha. Cái cục thịt heo ở trong video á là miếng cuối cùng của nhà mình luôn á các bạn. Cũng không hẳn là miếng cuối đâu, bởi vì mình có xắt ra một ít để sáng hôm sau nấu cháo cho Nguyên rồi. Ở 8 phút 30 giây thì có một cái hiện tượng đầu tiên, đó chính là cái cây nhang nó rung rung lên. Thì ở cái khúc này á, mình đã cố gắng cầm cái máy quay á cho nó thật cận cảnh để cho các bạn thấy rõ ha. Đó, các bạn thấy không? Và mình sợ có một số bạn nói là mình lấy tay hoặc là mình thổi cho nên cái cây nhang nó rung rung á, thì mình có chiếu một cái góc nhìn của camera hồng ngoại á các bạn, thấy không? Đó, ngay chỗ cái mũi tên mà mình chớp á, thấy chưa, cái cây nhang nó vẫn rung rung nha, chứ không phải là mình thổi hoặc là mình lấy tay mình đụng đụng đâu mọi người. Tiếp theo đó thì ở 9 phút 15 đây, cái đoạn này nè các bạn thấy không, thấy cái lá bùa nó tự nó bốc cháy lên không? Mình ngồi kế bên mà mình hết hồn luôn á các bạn. Mà cái lá bùa này không biết tại sao mà nó lại cháy đến nỗi mà nó cháy nguồn ngụt luôn á, chứ không phải là nó cháy một cái lên thôi, nó cháy nguồn ngụt luôn. Và cũng ở cái góc quay này á thì các bạn sẽ thấy được toàn cảnh, cho nên đừng có ông nào mà nói với tôi á là tôi tự đốt cái lá bùa nha, không có đâu, coi lại đi. Ở 10 phút 10 giây trở đi thì các bạn chú ý tới cái mũi tên màu đỏ của mình á, đây nè. Đây nè các bạn thấy không? Mình cái con chuột của mình á, đó mình đưa lia vòng 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 cho các bạn thấy rõ nè. Đó, ngay cái khúc này nha. Thì có một cái linh hồn nó đã đi gần đến mình, là do cái lá bùa bảo hộ của mình á ở sát bên á nó đã bị cháy rồi, cho nên chính vì vậy mà có một cái linh hồn nó đã lảng vảng lại gần mình, và lúc này nó đã đánh mình cho nên mình mới té xuống. Đó. À, cái đoạn này á là do mình để cái camera chính với lại camera hồng ngoại á, nó không có được khớp lắm. Thì cái này không phải là cắt ghép gì đâu, nó cùng một âm thanh, cùng một hình ảnh luôn á. Chỉ là để cái này là camera hồng ngoại nè, cái này là camera ấy á, nó không trùng khớp. Và tiếp theo thì cũng trong xuyên suốt cái đoạn này luôn, đây nè các bạn có thể thấy lại nha, đây mình tua lại cho các bạn xem nè, ngay cái mũi tên màu đỏ của mình á. Bạn nào mà tinh mắt sẽ thấy ở cái khu vực này nè, có một cái linh hồn nó giống như là nó đang đội một cái nón á các bạn, và nó đang đi tới. Cái khúc này mình thấy là thấy rõ nhất á, không biết là mọi người có thấy hay không thì cứ comment cho mình ở bên dưới nha. Bắt đầu ở 12 phút á, là lúc này là mình đã bị nhập rồi các bạn. Các bạn để ý kỹ ở cái khoảng thời gian này, cái lúc mà cái linh hồn này nó đang cầm cái ly rượu lên á, thì nó có mời, nó có đưa tay ra nó mời. Các bạn nhìn kỹ nè, đó, cầm nè, cầm cái ly rượu nè và mời, giống như là mời vậy đó. Ây nhầm, uống trước xong rồi cầm một ly khác mời. Đây, để mình tua qua đó, đó cái khúc này nè. Các bạn thấy cái mũi tên đỏ của mình chỉ qua không? Đó nè, các bạn nào mà tinh ý á thì có thể bật mát cái độ sáng lên và thấy rõ ràng ở đây có một cái linh hồn khác, nó đã đỡ cái chén rượu và nó đã uống luôn nè, xong rồi nó đi nè các bạn, nhìn rõ nha, nguyên cái khu này luôn nè. Đó thì các bạn nhớ mở sáng màn hình lên hết ga luôn mới có thể thấy được nha. Đây mình cho các bạn xem lại một lần nữa. Nếu mà ai mà xem không rõ thì có thể quay lại video, chọn cái chất lượng HD cao nhất để mà xem ha. Rồi bắt đầu ở 14 phút 28, cái linh hồn mà nó nhập vào mình thế chỗ cho cái linh hồn trước đó, nó rất là đặc biệt. Đó là khi mà nhập vô á, các bạn nhìn cái chân của mình nè, cái chân của mình lúc đó nè, dường như nó không chạm đất luôn á các bạn, kiểu giống như là không để gót chạm xuống đất á. Và cái này thì lúc này là mình nghĩ nó là một con quỷ rồi, chứ không phải là một cái linh hồn bình thường nữa. Nè, các bạn nhìn nè, để ý nè, nó cố tình phá cái lá bùa mà mình để ở trong cái cây đèn cầy á, để lỡ có gì thì nó bốc cháy á, nó quẹt một cái là văng luôn cái cây đèn cầy với cái lá bùa đi luôn. À, có một cái điều đặc biệt ở 14 phút 35 giây, mình nghĩ các bạn nên quay lại và xem cái khúc này, nhớ vặn cái volume hết ga luôn nha. Bởi vì ở trong cái đoạn này là mình nghe được một cái giọng nói bí ẩn
của những video trước á, các bạn nào mà để ý á, thì cái âm thanh ngay lúc này nó lại lặp lại một lần nữa cái khúc mà mình bị té xuống á, các bạn nghe lại nha. Ở cái đoạn này thì không biết là có ai bị giật mình hay không ta. Cái này á, mà mình mà chơi ác á, mình chèn thêm một cái tiếng nhạc vô á, chắc là có khói ông là tè ra quần luôn á. Đang nhìn tập trung nè, tự nhiên cái đó mà phát hết hồn luôn. Đây, mình đã biết được nguyên nhân tại sao là máu tùm lum tà la hết, chắc là ở cái khúc này nè. Và thật sự mình không biết là cái cây dao này nó nằm ở đâu ra luôn á các bạn. Thì ngậm vậy á, thì sau khi mà mình về mà mình kiểm tra, mình phát hiện là ở trong cái lưỡi nè, ở trong cái lưỡi của mình á, là nó bị đứt hết một đường luôn. Và chắc vì vậy á, cho nên nó mới máu ra nhiều, đến giờ vẫn còn rác á, ăn gì vô cũng thấy rác á, uống nước cũng thấy rác nữa các bạn. Và cũng may á, là cái rút này là nó chỉ ngậm dao thôi, chứ cái này mà hả, kiểu giống như là nó lấy ra, nó múa rồi nó đâm tùm lum tà la, chắc lúc đó là mình mất mạng luôn rồi các bạn. Đây, ở phút 19 phút 38 giây, mình phải nói là mình khá là may mắn khi mà cái linh cảm của mình ở đầu tiên khi mà bước vào cái căn nhà này á, làm cho mình đặt một cái lá bùa ở phía sau. Cái khúc này á, là cái lá bùa nó đã phát huy được tác dụng và nó đã bốc cháy, làm cho hóa giải được những cái gì mà con quỷ nó gây ra cho mình. Thì không biết là ở cái khúc này á, các bạn nào có chú ý không ta? Đây để mình tua lại nha. Đó, cái khúc mà mình té xuống á, thì các bạn nhìn nè, cái khói đen nó bốc ra quá xá luôn, ở ngay cái khúc vị trí đầu của mình nè. Đó, nó bốc ra nhiều lắm. Thì cái lúc đó chính là cái lúc mà con quỷ nó đã thoát ra rồi á các bạn. Có một bạn hỏi mình là lúc mà để cái cây đèn cầy ở ngoài vườn á, thì không sợ bị gió tắt hay sao? Thì bây giờ mình coi lại, mình thấy là lúc đó là phải nói là rất là may mắn luôn á các bạn. Thực sự cái cây đèn cầy này gọi là đèn cầy gió, bởi vì á, gió nhẹ không có làm cho nó tắt được đâu, nhưng mà nếu mà gió mạnh thổi á, thì chắc chắn nó sẽ tắt. Rồi, thì nãy giờ video của mình cũng khá là dài rồi ha. Thì chắc là mình sẽ không quay lại cái căn nhà đó đâu, bởi vì có nhiều cái nó quá là nguy hiểm. Và thực sự nói thẳng ra là chắc là mình sẽ bó tay về cái vụ này rồi, bởi vì một mình không thể nào mà làm gì được cái con quỷ đó hết trơn á. Mà lỡ như mà liều mạng mà xông vô một lần nữa, thì lần này mình nghĩ là mình không còn bảo toàn được tính mạng đâu các bạn. Cho nên mình xin lỗi tất cả mọi người đã làm cho các bạn thất vọng. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn comment nói là anh ơi hãy tiêu diệt con quỷ đi. Trời ơi, tính mạng của anh bây giờ anh còn không giữ được, huống chi mà diệt nó. Thì lúc đó là coi như là thôi không nói nữa. Nói chung là chắc là anh sẽ không quay lại cái căn nhà đó nữa. Và mình sẽ báo lại cho chủ nhà đó biết, để mà người ta có thể có cái biện pháp nào đó, có thể mời một cái người thầy khác cao tay hơn hay là như thế nào đó thì tùy. Mình sẽ báo lại với chủ nhà đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video từ nãy tới giờ. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like và một share, kèm theo một đăng ký kênh. Nhớ là bấm vào cái chuông kế bên để mà có thể nhận được những thông báo mới nhất nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.